Chào mừng tất cả anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Ok anh em ơi, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục quay trở lại với cái chuyên mục bắn cá online trên con app 68 game bài anh em nhá. Thì không biết là hiện tại thì anh em đang tham gia bắn cá ở đâu? Anh em có đam mê cái bộ môn thể thao này không? Nhưng mà tôi thì cực kỳ đam mê luôn anh em ạ. Trước đây thì đã từng có một thời gian dài tham gia bắn cá ở chỗ con bắn cá H5 ấy anh em. Không biết là anh em có biết bắn cá H5 không nhỉ? Đấy thì một thời gian dài chơi ở bắn cá H5, sau đấy thì mình nghĩ là mình nên tìm một con game bắn cá nào đấy nó vừa tích hợp được những con game bài kiểu như là sóc đĩa hay là bầu cua tài xỉu đó các thứ anh em. Đấy. Để ví dụ mà mình chơi bắn cá nó đen ấy, hoặc là nó chán quá ấy. Chơi nhiều thì chắc chắn là sẽ chán rồi đúng không anh em? Mình thay đổi thường xuyên ấy thì nó sẽ hay hơn. Mà bây giờ bắn cá một app, đi chơi tài xỉu sóc đĩa bầu cua một app thì nó lại không hay cho lắm, đúng chưa? Cho nên là được một thằng em nó giới thiệu cho cái con bắn cá của 68 game bài này thì tôi sẽ ra ngoài để tôi giới thiệu cho anh em qua một chút nhá. Đây thì ngoài cái con bắn cá thì cái con app 68 game bài này nó còn tích hợp đầy đủ tài xỉu sóc đĩa bầu cua đổ các thứ này. Ngoài ra còn tất cả những cái sảnh live thịnh hành nhất, sảnh live sexy này, live casino này, đấy baccarat thông tấn này, lô đề bóng bánh, nói chung có hết anh em ạ. Đúng là một con app mà tôi đang tìm kiếm luôn. Mặc dù là cái chính của tôi là vẫn là bắn cá anh em ạ. Cái đam mê chính của tôi vẫn là bắn cá, nhưng mà tất nhiên là nếu mà chơi lâu thì mình sẽ chán rồi, đúng không? Thì lâu lâu mình vào mình đổi gió một tí đấy, kiểu như thế. Thì chả nhẽ bây giờ lại bắn cá ở bên này, qua bên chỗ Sun Win hay là Go88 hay là một con app bài game bài đổi thưởng nào đấy mình chơi sóc đĩa bầu cua anh em, đúng chưa? Mà tôi nghĩ là hiện tại thì những cái con app như kiểu là Go88 và Sun Win thì không biết là anh em có chơi nữa hay không, nhưng mà tôi nghe một số tin đồn nó là nó sắp sập rồi phải không anh em? Tôi thì tôi cũng không rõ về cái vấn đề đấy lắm. Đấy, nhưng mà tôi nghe anh em đồn với nhau rằng nó là Go88 và Sun Win đã sập rồi. Thì mình cũng không chơi nên mình cũng không để ý lắm. Và anh em có thể thử cái con 68 game bài này thử xem. Đấy thì cái đường link tôi sẽ để phần mô tả đấy. Nếu như mà cảm thấy hợp thì chơi thôi. Anh em mình cùng giao lưu thôi. Nói chung là chơi kiểu gì thì chơi, mục đích cuối cùng vẫn là kiếm lãi mỗi ngày. Kiếm một nguồn lãi ổn định mỗi ngày anh em nhỉ, đúng không? Rồi mẹ nó cướp ngay con cá chép. Bố bà nhà ông được con cá chép mẹ nó còn cướp đi nữa thì thôi chứ vãi cái linh hồn luôn. Cá của ông thì mẹ ông không bắn, mẹ ông đi ông cướp cá của tôi, bực mình mất bố nó một củ anh em ạ. Thôi rồi không sao, đối với những thanh niên ảo tưởng sức mạnh như này thì chắc là cũng bắn được tầm 5 7 phút nữa là đi thôi, chắc không được luôn. 4 củ mà ông bắn mức 60 cá thế này thì không thọ đâu, không thọ đâu anh ơi. Rồi xong, lag luôn này. Tôi đã hiểu cái mạng của tôi đợt này nó như thế nào luôn. Đây, tôi sẽ chờ cái thằng này nó đi ra phát này, tôi sẽ cười vào mặt nó này. Đấy, tôi biết ngay mà. Chơi kiểu đấy thì tiền núi cũng không trụ được. Thật sự luôn, tiền núi cũng không trụ được anh em ạ. Chơi mà chơi cái mức cược như thế thì tôi mười mấy củ, 15 16 củ tôi còn chưa dám chơi cái mức cao như thế. Ông đem được 4 5 củ ông vào ông bắn mức 60k thì cho là vừa rồi ông ấy ăn được cái con cá chép là 6 củ đúng không? Đấy cho là ông ăn được con cá đấy đi thì ông vẫn cuối cùng vẫn thua thôi. Rồi cái map này cá nhỏ tôi không bắn nhá. Không biết là anh em chơi bắn cá thì anh em có bắn những con cá nhỏ thế này không? Có một số anh em thì thích bắn cá nhỏ bởi vì nó nổ nhanh. Nhưng mà anh em hãy nên nhớ nhá. Có một vài con cá nhỏ nó rất là lì luôn, nó rất là cứng đầu luôn. Bắn rất là lâu. Mà khi mà bắn nổ được thì tính ra thì mình lỗ rất là nhiều, đúng không? Thà mình bắn con cá to này này, đây, nó nổ lâu hơn một tí nhưng vẫn có một số con là nó nổ nhanh. Thì khi mà gặp những con nổ nhanh thì mình lãi, còn những con nổ lâu như thế này thì đến khi nó nổ ấy, đến khi nó nổ thì mình tính ra thì mình vẫn không lỗ bao nhiêu, đúng chưa? Hoặc là lâu lâu mà gặp con cá nào xui quá mà bắn mãi nó không nổ thì chấp nhận thôi, đúng không? Còn hơn là bây giờ mẹ cứ đi bắn cá nhỏ, đúng không? Đây anh em thấy chưa? Tôi bắn nãy giờ cái con vừa rồi ấy, tôi theo hơi lâu ấy, nó hơi lâu nổ ấy, nhưng mà tính ra nó nổ lại thì vẫn vẫn hòa vốn thôi, chứ có thua đâu. Đúng chưa? Chứ bây giờ mà đi bắn cá nhỏ thì thôi.
Tôi ngán lắm anh em ạ, tôi ngán mấy con cá nhỏ lắm. Thử sức con rồng này bắt này. Con boss rồng này là một trong những con khó nổ nhất. Nó với con cá sấu anh em nhé. Bởi vì nó là hai con boss. Một khi nó nổ thì rất là ngon luôn. Cho nên là tất nhiên là cái gì ngon thì nó cũng cái độ khó nó cũng cao rồi, đúng chưa anh em? Thì anh em có thể vào cái bách khoa loài cá này. Đây, vào cái bách khoa loài cá này để xem là cái mức độ nhân của từng con cá là nó bao nhiêu để mình chơi. Tôi thì tôi sẽ chọn những con cá nào mà cái mức độ nhân nó cao để tôi bắn. Những con cá nhỏ thì tôi sẽ chừa lại, tôi không chơi thì anh em ạ. Mỗi người sẽ có một cách chơi riêng thôi, đúng không? Riêng tôi, bản thân tôi thì tôi sẽ chọn cá to. Đấy, ok chưa? Làm thì cá sấu xem nào. Nhiều con cá sấu bắn một hai phát là nó nổ đấy anh em ạ. Mặc dù là nó là bot nhưng mà có những con nó bắn một hai phát là nó nổ. Thôi con này bỏ đi. Nhìn như thế là hơi lâu rồi. Đấy, chuyển qua con này ăn ngon hơn. Thấy chưa? Nãy giờ vừa bắn vừa chơi vừa chạy. Ui, em thanh niên này ăn này ngon nhờ. Thôi được rồi, chúc mừng sư huynh thôi. Nói chung là chơi thế nào đấy, anh em chơi cho nó hài hòa. Làm sao đấy mà tất cả chúng ta đều có lãi. Chứ cứ đừng có cướp cá của nhau làm cái gì hết, đúng không? Cướp cá của nhau làm cái gì? Mình ăn thì ăn của nhà cái chứ anh em cùng kiếm lãi với nhau thì đi cướp của nhau làm cái gì? Đúng chưa anh em? Xác định chơi thì đi ăn đi cướp là cướp của nhà cái ấy. Chứ anh em mình cùng là những người cùng khổ với nhau lại đi cướp của nhau nữa thì chịu luôn đấy. Đấy, lại đi cướp của tôi này. May quá. Đúng là thanh niên. Đấy, lại cướp này. Vãi chưa? Nó cứ thích bắn của tôi ấy anh em ạ, nó cứ thích bắn những con cá tôi bắn đấy. Đấy, trong khi đó là rất rất là nhiều con cá đây, kể cả con rồng đây đi qua nó không bắn này. Nó cứ thích đi nó bắn của tôi. Thế mới hay chứ này, nhiều thanh niên rất là vui tính luôn. Rồi đấy, nếu như bạn bắn cá chép thì tôi cho bạn bắn đấy. Tôi sẽ mang bắn con này. Ok chưa? Đấy, chơi kiểu như thế chứ. Bây giờ cướp của nhau làm cái gì? Mỗi người một con bắn cho nó sướng. Đấy, thấy đấy, mà em vừa ăn con kia lại qua cướp của tôi này, phải đạn luôn. Quỳ luôn đấy, đéo hiểu luôn đấy. Thế luôn mình không hiểu cái thằng này nó nghĩ gì luôn. Đầu nó nghĩ gì tôi không hiểu luôn đấy. Đấy, em thấy bắn rồng nãy nó không bắn rồng ấy. Tôi thấy tôi bắn rồng là nó phi qua nó bắn rồng với tôi. Vãi đạn luôn. Đéo hiểu kiểu gì luôn đấy. Đúng là thanh niên. Những suy nghĩ rất là ối giời ôi. Đây anh em nhá. Nó có một cái hay ấy là anh em vừa chơi bắn cá anh em có thể vừa đánh tài xỉu luôn. Thì ví dụ nhá, mình vào mình gặp cái cầu đẹp, ví dụ như này, tôi mà làm 5 lít này, đang thấy đang cầu 1 2 anh đẹp nhá. Tôi làm 5 lít xem thế nào. Ok chưa? Đấy, húp 5 lít, thấy chưa? Đi ra luôn, đấy kiểu chơi như thế mà anh em, cái kiểu chơi nó phải như vậy anh em ạ. Đánh chập gọi là đánh rình rình như thế đấy, lâu lâu gặp cái cầu đẹp mình phang phát. Đấy. Mày cho mày ăn luôn đi đấy. Bố mày sang bắn cá chép. Đấy, cho mày ăn cá sấu luôn đấy. Thấy chưa? Đấy, cái lối chơi mày đi ăn cướp của người khác bây giờ còn có hai ba củ thế này. Đấy, lại sang bắn cá chép của tôi này. Đồ thanh niên này mày đéo hiểu kiểu gì luôn. Ôi rồi ôi luôn. Thật sự mày gặp những kiểu người như này rất là mệt mỏi anh em ạ. Quá tiểu nhân. Không biết là ai ăn đây. Đấy, mày có cướp được đâu. Có cướp được đâu mà cứ cố làm cái gì. Mỗi thằng một con, bắn cho nó sướng. Đấy, hết tiền rồi đấy. Đấy, tôi không bắn, tôi ngồi xem nó bắn được cái gì thì nó làm được cái trò giống gì đấy. Ảo, ảo vãi đái luôn. Đấy, cho nó một mình nó bắn rồng đấy, cho nó sướng. Tôi cho bạn chơi một mình luôn đấy. Đây, tôi bắn con cá này, cho bạn bắn rồng luôn đấy. Tôi không cướp làm gì anh em ạ, cướp làm cái gì. Anh em mình đều kiếm lãi, mà cướp của nhau làm cái gì. Mỗi thằng một con, bắn cho nó sướng. Đúng chưa? Thì nếu như bạn ăn được thì mình chúc mừng thôi. Chứ tôi không bao giờ tôi cướp cá của người khác đâu. Mình cũng kiếm lãi, người ta cũng kiếm lãi. Bị cướp một con cá nó cay lắm anh em ạ. Thật sự rất là cay luôn. Tôi không biết là anh em cay không nhưng mà tôi thì tôi rất là cay. Nếu như bị cướp một con cá ấy, mà cảm giác là nó cướp ngay cái miếng ăn giữa mặt mình luôn. Đây rồi, thanh niên này này. Thanh niên này thì ba củ vào chơi mức 50k này. Đấy, lại đi cướp này. Tôi nhượng cho bạn luôn này. Tôi nhường cho bạn luôn, không phải cướp làm cái gì hết. Bố nhà ông tình tướng. Nó hết này, tôi biết ngay mà. Chơi kiểu tình tướng qua màn rồi. May quá, đấy, mình nhận định rất là chính xác. Mình nhận định rất là chính xác đúng không anh em?
Rồi cái màn này cá nhỏ không chơi này, màn này cá nhỏ không chơi chắc đá quá tài xỉu phát nè, đúng không? Em thấy vui không? Mẹ vừa bắn cá vừa đánh tài xỉu, thậm chí là đánh bầu cua luôn này anh em. Đấy. Hoặc là chơi cái trò này này, anh em biết cái trò trên dưới này không? Trước đây thì tôi thỉnh thoảng là cũng chơi trò trên dưới này đấy, nói chung cũng khá là hay. Thử làm mấy tay xem nào. 100k đi. Bắt đầu này. Cái trò này thì cũng rất là dễ, bốn này với trên bốn, mình đặt trên với dưới này. Mình đặt trên này. Ui, gãy này, phải này. Rồi tiếp tục này, làm phát 100k nữa đi. Trên này, đừng nói lên hai tiếp nhá. Chịu luôn đấy. Rồi dưới này. Rồi ok, dưới tiếp này. Ui, xong, thua. Thôi, thế thôi. Thấy chưa? Mẹ. Nói chung là có rất là nhiều sự lựa chọn anh em nhá. Rồi chắc là hôm nay như thế thôi, lãi một củ thôi, được rồi, củ rưỡi đấy, lãi một củ rưỡi anh em nhá. Rồi chắc là tôi sẽ dừng lại tại đây thôi. Thì cái đường link của con game 68 ghép bài này, còn bắn cá đổi thưởng này, tôi sẽ để phần mô tả, anh em có thể vào test thử xem. Nói chung rất là thú vị luôn này anh em ạ. Ok, chúc anh em gặp nhiều may mắn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.